Chà xong chung rịp xuống, bông phụ ôn đây cùng bông tờ tạm đàn từ xin à Pịch bình tìm mình chơi rồi bỏ dương từng ở kia. Lời ní dương tờ lập một vinh. Thế nạ tìm ra mùi rồi bỏ dương chân dương nâng bật to mê riêng. Phò dương mà đoàn tiệt phòng đài. Chân mê riêng phò dương bì mà xong mấy những bàn chô mê riêng. Tì pram The Village Products. Click S. Chân dương ban chô đo trâm conversation phò dương hai. Hai dương có ban riêng vocabulary word phò dương cư chùm nuôn bà mùi bìa. Chân môn nâng dương chô đo chùm nuôi thamấy ở lời ní dương mong rùm lực bìa phò dương tăng bà mùi nâng mà đoàn tiền phòng đài. Chà chân bìa tì mùi dương biên kế duck. Bìa tì bì pig. Bìa tì bấy chickens. Biệt tí 4, rice. Biệt tí 5, pottery. Hay nâng biệt tí 5, sugar. Ok, chân sân khâm tài dương chăm tàng ca này dế ca án nâng ca sơ xê. Rôm tàng ca bọ prai chế bà xa khám ai phò dương đài. Lời ní dương chôn một đôi chùm nội thamay phò dương cứ D language focus bò dương. Chân cả lại ní cứ dương tàng ta rùm lực bì grammar phò dương chân. Cái này kia ai dương proud present simple with do not rồi có don't and does not rồi có doesn't. Chẳng do not cứ bị dục bình. Phần tay don't cứ dương ai tự xe chỉ cắt bàn đài bởi xin chỉ dương ở trong tự xe bình do not dương ai proud don't bàn đài hay does not rồi có doesn't bàn đài. Ok chẳng dương ban riêng hay chẳng đoàn ấy present simple hay nâng do does bì vẹt môn dương pra tại do rư có does chẳng dương đăng do pra chú mùi ấy does pra chú mùi ấy hay lời ní dương một pra chìa negative mà đoàn chìa bạc đề xài mà đoàn chẳng bà xin chìa dương chẳng pra do chìa bạc đề xài dương tạo time not rư có cách dương ai hay thá don't. Hai bà xin dưỡng chọn pra does chứ mùi nâng chia bà dục bạc chứ mùi nâng bà dục bạc để xác dưỡng time not, does not, rư có, doesn't. Chẳng dưỡng một mơ ụ tờ hò rồi bỏ kì. The children do not play on the street. Chẳng dưỡng bỏ pra thế. Khmênh khmênh gồm lên nữ nâng plow. Chẳng phía chẳng cứ mai ơ cứ ở trong ai khmênh khmênh lên nơi cái lãnh đề miên mà tô là anh chả ra nè nâng plâu nâng bố viết cổ rốt nè. Chẳng dương khơi ní cứ chia bà dô bạc để xài mùi. Chẳng dương khơi cái bà do not hát ấy bằng cái bà does not rồi còn doesn't bì bà children viết cứ chia ấy kế plural nâng ngài. Chẳng dương bà do not. Chẳng dừng ăn mà đoàn tiết cho mùi khía. The children do not play on the street. Hả lời dừng một mơ ưu tờ hò tì pì phò dưỡng. My sister doesn't disturb me when I'm working. Chẳng bọn xe rây. Rồi gọi bọn xe rây bọn xe rây rồi bọc nhóm. Mình rùm khăn nhóm nâu bê l. Nhóm thơ kè. Chẳng cả lại ní dừng mơ doesn't. Chẳng đôi đại dân ban riêng hái và phê dân pra does dân pra chủ mùi nâng he she it. Chẳng dừng mơ sister. Sister quát cứ chia sợi. Chẳng dừng bởi xin chị dừng dạy chia subject pronoun cứ chia she nó. Chẳng dừng pra chủ mùi nâng does. Hai đời xa ta bà dục ní cư dương cục bông ta riêng chia bà dục bạc đời xác. Dương time not rư cô bạc ní dương ta sẽ chia viê chia bịa khlây muối doesn't. Chà chân dương an mà đoàn tiết cho mùi khní. My sister doesn't disturb me when I'm working. Chân bà ôn sợi rư cục bông sợi rư bọc nhóm. Ất rung khăn nhóm nâu bế đài nhóm thử cả. Lấy dân màu mơ ưu tờ hò trong cao ý phò dương. You don't ride a motorbike without harm. Chân dân khớn cái lại ní
don't đời xa tái ở thiên phò dương chia you chẳng nợ bê đôi đời dương bàn riêng hái do dương pra chú mối I, you, we, they chẳng dương pra do chú mối nâng you chẳng đời xa tái anh ấy dương cũng bông tài riêng nơi khôn ông bà dục bà đời xét dương pra don't chẳng dương mơ bà dục ưu tờ hò tìm mối nâng ưu tờ hò tìm bầy mấy con ní do not mấy con ní don't chẳng cứ việc trâu từng pí để xa tay ní chìa dừng pra vi chìa tùm rung bánh hay ní chìa tùm rung cạt chẳng việc trâu đuổi khní á cùng chờ làm ok chẳng dừng không bị dụng ní dừng bỏ prai thế you don't ride the motorbike without harm chẳng cứ miền này thè dừng chỉ nè đại chi mà tô nắng dân ở miền này kem mình nè đại chi tới ở miền cùt này phía trên dân tây từ miền cùt này pha là cọm tình tụi đời xa rương chi mà tô nắng chốn ca tới việc ai đua rư cò là ấy tình tụi như từ chẳng cái lại này cứ cái đại thái you don't ride a motorbike without harm. Ok, chẳng nhóm sẵn khâm tha dương chế pra ấy nó phù quan ta lực môn dương pra dương chế pra ở hai bình ta vi chìa bà dục sọp ở lời ní dương ngọt pra vi chìa bà dục bà đề sát chẳng khôn ca pra bà dục bà đề sát dương quan ta thêm ấy kì quan ta thêm not máu bà này chẳng bà xin chìa do not. Ok, chẳng bà xin chìa cắt dương pra tha don't hay bờ does not dương xâm rạp tùm rung cách cư dương pra doesn't chân cả lãnh nâng cư kê mò bị chạy tập và phân nâng ánh xâm rạp ca pra present simple chú mũi nâng do not rồi có don't does not rồi có doesn't chà chân cả lãnh language focus bò dương cư dương miên tài phân nâng ánh lỡ ní dương nâng chô đò chùm nói mùi tiết cứ chùm nói ý nhưng chỗ đó là tầm hoạt phò dường sân chỉ dân ở toán rồi có sơ chụp bác bị do not does not pra ấy kê khla nâng ai tầm lập tầm mơ video lực môn dân bán phù dân bán bà riêng hay chân nhóm ở sơ phải dồn tràn từ lớn năng mà đón tia tì lời ní dân chỗ đo chùm nói e-reading chẳng kể ai dân read the text chẳng nhóm sơ xê chỗ đã khiến được bây dân nghĩ sử dụng không cả an chùm mùi nâng khnìa nón chân po tax dân cư nhưng đặt lại đi mà cũng ai về chuyện về the my pottery chân cái lại phơi chan chăn đầy bọc mày. The people of the Kompong Chnang province are famous nationwide famous nationwide for being the producer of Khmer pottery. Mm.
The producer. Of Khmer pottery. But the Khmer traditional lifestyle. Lifestyle and art form have been handed down from from generation to generation for thousands of years. Thousands of years. Khmer people use the parts to keep xong tụng ở khí cài tí cái lại ní parts cái lại ní nó không giúp hơn cái time R bằng that mean R thì chứng và xin gì dương khơi cái lại năng mean R dương công to say R cho to keep water and preserve food. Preserve food and fruit from being eaten. Food and fruit from being eaten by insects and water naturally cold. The pottery is a popular Khmer traditional art. Pottery is a popular
Khmer traditional art. Writers, artists, photographers. Filmmaker, video viewers, tourists, and singers. Okay. And singer have described and told their audience describe ôi chán quay at the botany describe their audience about the beauty of the pottery. Making traditional in Kampong Chhnang. Oi. Khơi. Making traditional in Kampong Chnang. Okay. Alo nhung tuk chlah rieng thom tik ta pe krang ta se chang at ah. Okay, sangkhom ta tngok khnie mue chbah na. Cha pantae ba san chi yeung mien sipho yeung mue nang sipho te, tae ba at te. Yeung mue lue kada khien pantae kalaing te ni yeung neu knong sipho vi mien r chang pot at mien r te. Chẳng dương lúc ở trên tịch phòng. Chà chẳng lần ní thì ở dương read the text. Chẳng dương thư đôi rõ đón. Cứ nhóm an ở dương từng ở khní đạp sân. Hay bật máu chàm này từng ở khní thả tam nhóm tam cào. Ok, lỡ dương và đạp sân. Chẳng chân chân phó át bọt dương. The Khmer Pottery. The people of the Kampong Chhnang are famous nationwide for being producer of Khmer pottery, but Khmer traditional lifestyle and art forms have been handed down from
generation to generation for thousands of years. Khmer people use the pots to keep water and preserve food and fruits from being eaten by insects, and water naturally cold. The pottery is a popular Khmer traditional art. Writers, artists, photographers, filmmakers, video viewers, tourists, and singers have described their audience about the beauty of pottery making traditional in Kampong Chhnang. Alright, chẳng nó phải để nhóm án xung không thà dương ai kịch khơi thà át tập bọt ní kê Kampong tên ní dây bì ơi khá là lời ní dương một đáp hai thà tam nhóm mà đoàn tiệt tình ọc nìa kê chẳng nhóm nâng án điện dứt dứt đồng bây ơi nè tình ọc nìa nghe xưa không ca đáp hai thà tam nhóm nâng cho ơ ào ok. The people of Kampong Chhnang are famous nationwide for being producer of Khmer pottery. But the Khmer traditional lifestyle and art forms have been handed down from generation to generation. For thousands of years, Khmer people use the pots to keep water and preserve food and fruits from being eaten by insects, and water naturally cold. The pottery is a popular Khmer traditional art. Writers, artists, photographers, filmmaker, video viewers, tourists, and singers have described their audience about the beauty of pottery making traditional in Kampong Chhnang. Alright, cha chăng om bắt đầu bị dương ban an chu mui nhom hai lần ni dương nâng mò mơ ca bọ prai chu mui nâng khnia. Ok chăng dương mò an mà đón tiền an mà chua hay dân bỏ qua đây cho mùi những cái này bây dân càng tè vô cho bá tha à tập bọn mùi ní cây công phụng tè này dây ông bì ở với đừng bây dân nghi sửa răng ca chá lại xùm nụa phòi dân tịch tiệt phong đài chân kể thế. The people of the Kampong Chhnang are famous nationwide for being the producer of Khmer pottery. Chẳng bà chia chôn nữ khát cầm bông chnáng cư lập bây lập bà nguyên tên đại kê squal thà bộ quạt nâng đại nữ khát nâng cư chia nẹ chai chai hay chia nẹ phần lật chnáng chan đầy nâng. But the Khmer traditional lifestyle and art forms have been handed down from generation to generation for thousands of years. Chẳng bần tái khmai pi bồ rán tùm lọp khmai pi bồ rán hay nâng sơ lập bạc khmai pi bồ rán ban tê mọc ai
chùm non cao bị chùm non muối tới chùm non muối ở rập quan chenam mà hài chân chenang đi phải vì du na mà hài chenang đây để dân phơi để dân squat nè. Khmer people use the pots to keep water and preserve food and fruits from being eaten by insects. Chẳng, phải chia chôn khmer. Bạn pra chăng đầy nâng cứ xâm rạp đặt tất hay nâng cá bìa há rưu có phải chớ bì sạch lợi ịt vì tớ cá bìa cũng ai sạch lợi ịt vì chôn từ si bàn. Okay, and water naturally cold. Hay ai chuối tục tực ai nơi không năng đầy nâng cư vía tự chạy bài thoa mì chiệt móng vía tự chạy bàn dù. Okay, the pottery is a popular Khmer traditional art. Chẳng cái lãnh đã kê thơ chán chân năng đầy nâng cư chia cần lãnh cư chia sơ lập bạc bồ ràn khmai muối. Writers, artists, chân nẹ sơ xê, nẹ đi bốn hay nâng nẹ sơ lập bạc, photographers, nẹ thọt rút, filmmaker, nẹ bóng cát video clay and video viewers hay nè nè mơ video tourist hay nhiều tê sẽ chó and singers hay nâng nè chế riêng phong đáy have described cái này nhung plain tê have described and told. Describe and told. Cái lấy này nhóm xung đã cái lấy cái hay cái lấy này hết nè. Phụ dân chữ yết về chân cái lấy này cứ dân an tình đi. Ok, have described and told their audience about the beauty of the pottery making traditional in Kompong Chnang. Chẳng ông nè từng ớt để nhóm riêng rộp ăn màu bị khẳng lờ nâng quạt bàn bị bỏ ra ní hay nâng bạp tu sĩ này kì chôn ông bị xùm rõ ông bị ca sở sá át nây ca phơ chân năng rư gò chán đấy nơi khát của bông chân năng nâng. Chà chẳng dương bàn bỏ bài rồi hái hay dương ní cư chìa rương là o mùi đại dương ban đằng thà nếp bì bò vọt khmai bì rương chân năng rưu gò chan đầy đại khmai dương miền nâng cái dương ai lực vô tự prap nhiều bò rửa tế ban đại thà dương miền vầy đại chìa rô bò dương đại đồn ta dương ban nếp tế ai handed down from generation to generation. Bạn tê áo bì mùi chùm nón, tơ mùi chùm nón cứ rộp bọn chân nam mà hài. Chà chân, bà tốt bì dương bọ prai chùm mùi nâng khí đi hái. À lời ní dương mọ an mọ đoàn tiết, đồng bây càng tài chức bác hay mùi nâng dương chá lai xùm nùa. Chân dương bàn sạp hay nâng tha tam nhóm, à lời ní dương mọ an chùm khí đi mọ đoàn. Chà chân hay cùng plịch, cái lại ní, cái cứ dương an cái lại ní ha. Yeah, lời dân chập đám, dân chập đám bây giờ nóng chừng. 1, 2, 3, begin. The Khmer pottery. The people of Kompong Chnang are famous nationwide for being the producer of Khmer pottery. But the Khmer traditional lifestyle and art forms have been handed down from generation to generation for thousands of years. Khmer people use the pots to keep water and preserve food and fruits from being eaten by insects and water naturally cold. The pottery is a popular Khmer traditional art. Writers, artists, photographers,
filmmaker, video viewers, tourists, and singers have described and told their audience about the beauty of the pottery making traditional in Kampong Chhnang. All right. Chăng dừng bàn ăn rồi hay. Chăng vậy đã dừng tới phơi bên tòa tiết cứ chạy sầm nùa. Lấy nhung sông lốp. Ai xin không thể dừng từng ở khi này chăm bị ạ tập bọt mùi ní hết nè. Bố tí tiết dừng đừng chạy sầm nùa cho mùi khi này. Chẳng dân kì ai kì lãnh chùm đối tí bí cứ read the text again and answer the questions. Chẳng kì ai dân an text mà đoàn tiệt chẳng môn nâng dân bàn an hài hài nó à lời dân mà mơ xùm nùa. Chẳng kì miên ưu tờ ho ở dân mơ đài. Example: what province do they produce pottery? Chumlai, Kampong Chhnang Province. Okay, chẳng cái xua thế, ta khát mùi nát đài phần lật chán chăng đầy chẳng cứ khát cũng phong chăng à lấy chôn mà đó xùm nua để dương trời chả lại anh ấy còn tại ưu tổ hò kì ở dương bình đẳng ấy. What do Khmer people use pottery for? Question number 2, what is Khmer pottery? When do you think Khmer pottery have been produced? Chẳng cái lạnh đi nè mình dịp phớ cái lạnh đi sinh cái đạn đạn chè anh đang khô ha à cái lạnh đi trời sinh dân kịch cái xua bì bên á để ấy dân kịch tha cái lạnh phơi chăn chan đầy nắng ban ban miên tăng bị pe nè mao cái trong bên này chừng té lại nít cái chỉ làm the say thing vật thổ quỳnh chừng dừng cài anh tịnh nè nè để miên dục hớ my pottery have been produced. Mm.
khơi nhạt cha kia nè. Ok, hai. Question number 4. Who describe Khmer pottery? All right. Chẳng là nếu dân mà ăn xùm nuôi cho mùi nâng khía sân. Bà dân vô xùm nuôi hay dân nghĩ xùm nuôi không cả chạy. Chẳng question number 1. What do Khmer people use pottery for? Chẳng ta bà chơi chôn Khmer pra chân năng đấy nâng xùm rạp phơi kì. What is Khmer pottery? Cái lãnh chân năng đấy rư cô cái hai cái lãnh bà lật. Chán chân năng đầy nâng cứ chìa vời. When do you think Khmer pottery have been produced? Chân ta dân cơ thang cả là anh đài và cả chán chân năng đầy nâng vì miên tăng bị bê nà màu. Who described Khmer pottery? Ta nà nà kê khá lá đài quạt ý dê ông bì rưu gò bì bòn nì ạ bì cả là anh phơ chán chân năng đầy phó Khmer dân nâng. Chẳng dân miên dân ban an át tập bọt bì bệ đoan ấy bà hai chị dân dốl dân chàm mấy nọ. Chẳng cả là anh ý dân ở toàn chá lai ở lời niên tế anh ý chia xùm nua đài dân từng ở khía nâng trời phơ đầy khuôn ánh phần tái dân nâng màu cay cho mùi khía nâu video cà rào ấy mùi tiệt. Chẳng ní cứ chỉ kịch ca nè từng ở khía chẳng xùm an xùm núa hay nâng chá lai và xin chị ở chăm tế xùm mơ át tập bọt phòi dương mà đoán tiết đầm bây nâng chá lai xùm núa bán trầm trời chẳng dương bán cọt đấy mê nát chả chẳng ở lời ní nhóm xùm lục xùm núa ní hay nè chẳng ní kịch ca phòi dương. Chẳng xùm nua kê đạc máu cứ vì nơi nà chẳng ngay thì vì nơi ta khăn ông mê riêng nâng anh. Ok, hai chùm nói F cứ chùm nói speaking. Chúng nói speaking, let's practice with your partner. Chẳng kể ao dương hạt chúng mùi nâng đại cụ phò dương. Chẳng ảnh ấy viết sự điện conversation tìm mùi phò dương để dừng bàn riêng hãy. Chẳng nè anh ấy có phơ khuôn anh đài practice bởi xin dì dương. Ủa dương bàn ăn ở vọt chúng mùi nhóm rồi hãy bê đề. Về đại dương về đại dương ở ý cái nè riêng à conversation nếu dương ăn vật hai giờ lớn nếu dương nè xôm mơ à ní dương ai camera có chạm cái lạnh nắng chả hay cái lạnh nắng ai dương khóc mơ thì cái na rồi có chùm long pi video để nhôm bà hai nhá ấy hai practice cho mỗi partner phải dương. Bên tay bà xin chia admin partner tế dừng practice khuôn anh tờ dừng an tầng ơ màu chân nhóm an lấy nâng nhóm an ở đáp chân dừng bán khờ nháy dừng kê xua ế kê xua thế what does he do? He makes a palm sugar. What are they? They are pottery producer. Does she sell palm sugar? No, she doesn't. She sells pottery. Hai bắt đầu mất tiết. Does your mother make pottery? Chẳng, nâng chì xùm nua. Does your mother make pottery? Chẳng dương, kê xua mà dương. Chẳng bởi xin chì dương ọt tế dương chlai tam nâng tớ. Bởi xin chì quạt chì nẹ phở lịch. Chà năng đầy, nẹ phơ chà năng đầy mến dương chlai. Ok, nâng xùm nua dương chlai bột côl bắt đầu luôn. Ok, chẳng bắt đầu mà tiết.
chúm nói chi mà đón cái lại writing. Cái ai dân write a short text about your village products in your notebook. Chẳng nè chi. Cái ai dân sổ xế à tập bát muối ông bí bà là tập hát là khổng phùm bò dường. Chẳng xâm rạp phùm nhóm ở miền nế của lộ đô thầm đá rô si riêng riêng khuôn. Bà ta phùm nơi chất tiết cứ cái miền phùm nâng cứ cái phân nông bị trọng. Chẳng bà xin dịp phùm dân miền ở vầy đã định chân á nó thơ chân năng đây rồi cô. Còn chỉ nè phùm nâng chỉ nè thơ nông bị trọng rồi cô thơ ếp xem xét. Ai sẽ xe chỉ ạ tập bát đầm bầy nâng sẽ xe cho khổng dịp hỏi dân hay. Bà xin chà ạ chê tế dân ai mơ ạ tập bát hỏi dân chỉ cùng rù bàn. Ok chẳng ở vậy để nhóm ai thơ cứ dân chai xùm nua buôn xùm nua nắng bây dân tập lập màu vinh. Môn nâng dân chô tập đoàn mê riêng thơm mây mùi tiệt. Dạ chẳng xùm rạp ngày nắng cứ dân bàn mê riêng cứ dân bà chọp hai bên tay dân nơi chai xùm nua mê riêng dân cứ chọp ấy. Dạ chẳng complex tư rùng lực vì bia phò dân đang bà mùi bia hay nâng vầy co dân hay nâng thơ xùm nua mà với những đường cài cho mỗi khi chẳng ngày nấy cứ dân miền tài bình năng án ở con trán xuống trường điệp lìa.